quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đối tượng: công chức, lãnh đạo, văn thư thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, phòng tư pháp cấp huyện xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử. Bản sao điện tử là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy. Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính. Điều kiện đối với người được phân quyền thực hiện thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: có tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, chữ ký số cá nhân, chứng thư số của tổ chức. Điều kiện về kỹ thuật: máy tính có cấu hình phù hợp và truy cập được Internet, máy scan đạt chuẩn, chữ ký số hoạt động bình thường, máy tính phải được cài đặt công cụ plugin ký số. Khuyến nghị: sử dụng hệ điều hành Windows trình duyệt Chrome để thực hiện dịch vụ. Quy trình đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia: đối với công chức được phân quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, bước 1, đăng nhập vào tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và xử lý lịch hẹn, bước 2, kiểm tra bản chính, bước 3, scan bản chính và lưu tệp, bước 4, chuyển trình ký. Quy trình chi tiết: bước 1, công chức được phân quyền thực hiện truy cập hệ thống tại địa chỉ quản trị.dịchvucong.gov.vn và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản VNConnect. Lưu ý, tài khoản đã được phân quyền tương ứng với từng vai trò xử lý để tạo bản sao. Tùy thuộc vào cách thức cá nhân, tổ chức đăng ký chứng thực điện tử bằng hình thức đặt lịch hẹn hay đến trực tiếp thì công chức được phân quyền cũng có hai hình thức xử lý. Trường hợp công dân đã đặt lịch hẹn trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, công chức được phân quyền chọn menu lịch hẹn chờ duyệt. Hệ thống hiển thị màn hình như sau. Hệ thống hiển thị toàn bộ các lịch hẹn của đơn vị mà cá nhân, tổ chức đã hẹn. Công chức được phân quyền chọn một lịch hẹn để xử lý, bấm nút xử lý. Hệ thống hiển thị màn hình như sau. Thay đổi lịch hẹn. Trong trường hợp lịch hẹn của cá nhân, tổ chức trùng với lịch của cơ quan hoặc công chức bận việc đột xuất, hệ thống cung cấp chức năng cho công chức được phân quyền thay đổi lịch hẹn. Để thay đổi lịch hẹn, công chức bấm nút rời lịch hẹn của lịch hẹn cần thay đổi. Hệ thống hiển thị. Công chức được phân quyền chọn lại giờ hẹn, nhập lý do hẹn, bấm nút đặt lại lịch hẹn. Sau khi đặt lại lịch hẹn thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của cá nhân, tổ chức, đồng thời gửi thông tin tới tài khoản Cổng Dịch vụ Công Quốc gia của cá nhân, tổ chức. Chú ý, ngày, giờ hẹn được hiển thị theo nguyên tắc giờ, ngày hẹn còn trống, giờ, ngày hẹn đã đầy sẽ ẩn đi, không được chọn. Bước 2, tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ bản chính của công dân. Trường hợp cá nhân, tổ chức đến cung cấp bản chính, tuy nhiên bản chính không thể sao chứng thực được theo quy định, công chức tiếp nhận hoặc công chức được phân quyền xử lý, thực hiện, từ chối. Trường hợp đảm bảo các quy định về chứng thực thì đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thực hiện, tiếp nhận. Bước 3, thực hiện scan giấy tờ và lưu vào máy tính. Trên giao diện hiển thị thông tin của cá nhân, tổ chức, đăng ký chứng thực, loại giấy tờ cần chứng thực, công chức được phân quyền scan giấy tờ là bản chính do người dân mang đến, sau đó đính kèm lên hệ thống. File đính kèm bắt buộc định dạng .pdf và dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 30 MB. Lưu ý, đặt tên file scan ngắn gọn, gợi nhớ và theo ngày, tháng chứng thực. Tạo các thư mục chứa file đã scan theo tháng, năm. Bước 4, sau khi đính kèm bản scan, công chức được phân quyền bấm nút trình ký để trình tới lãnh đạo của đơn vị. Trường hợp công dân không đặt lịch hẹn trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, công chức được phân quyền chọn menu thêm mới bản sao từ bản chính. Hệ thống hiển thị màn hình như sau. Tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã, công chức được phân quyền hỏi cá nhân, tổ chức có tài khoản Dịch vụ Công Quốc gia hay không. Trường hợp cá nhân, tổ chức có tài khoản Dịch vụ Công Quốc gia thì yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc mã số thuế. Công chức được phân quyền nhập số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân hoặc mã số thuế để thực hiện tìm kiếm tài khoản như sau. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có tài khoản Dịch vụ Công Quốc gia thì công chức được phân quyền chọn ô đối tượng không có tài khoản Dịch vụ Công Quốc gia. Sau đó nhập email của cá nhân, tổ chức như sau. Sau đó công chức được phân quyền đính kèm bản scan của bản gốc,
file đính kèm bắt buộc định dạng .pdf và dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 30 MB, và chọn loại giấy tờ cần chứng thực, sau đó bấm nút trình ký để trình tới lãnh đạo đơn vị. Lưu ý, xử lý hồ sơ bị từ chối. Các hồ sơ bị từ chối sẽ có hai cách xử lý. Cách 1, hủy hồ sơ, hủy hoàn toàn hồ sơ, dừng xử lý. Cách 2, xử lý tiếp, công chức được phân quyền bấm nút xử lý tiếp. Công chức được phân quyền có thể chỉnh sửa các thông tin như file scan, v.v. để trình lại lãnh đạo. Hồ sơ bị từ chối là các hồ sơ do người có thẩm quyền ký, đơn vị trả về. Đối với người có thẩm quyền ký chứng thực bản sao điện tử, bước 1, người có thẩm quyền ký đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và chọn bản sao chờ ký. Bước 2, kiểm tra bản sao. Bước 3, cắm USB chữ ký số vào máy tính và chọn ký số. Bước 4, chuyển bản sao đến văn thư ký số của cơ quan. Quy trình chi tiết. Bước 1, người có thẩm quyền ký chứng thực bản sao sau khi truy cập thành công hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách các bản sao chờ ký như sau. Người có thẩm quyền ký bấm nút xử lý, hệ thống hiển thị màn hình như sau. Chú ý, để thực hiện ký số thì máy tính của người có thẩm quyền ký phải được cài công cụ plugin ký số. Bước 2, kiểm tra bản sao. Trường hợp bản sao chưa đủ điều kiện thì từ chối giải quyết. Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện ký số. Bước 3, cắm USB chữ ký số vào máy tính và bấm nút ký số. Khi đó, hệ thống gọi đến plugin để ký số như sau. Bấm nút OK trên plugin để thực hiện ký. Sau khi ký, plugin hiển thị file đã có chữ ký và lời chứng như sau. Hệ thống mặc định thêm trang trắng để hiển thị chữ ký và lời chứng. Tuy nhiên, trong trường hợp muốn căn chỉnh vị trí thì click vào hình ảnh chữ ký để kéo thả vị trí theo ý muốn. Bấm nút áp dụng trên plugin để hoàn tất việc ký. Hệ thống sẽ hiển thị file đã ký như sau. Bước 4, bấm nút chuyển cấp số và đóng dấu để chuyển tới văn thư đóng dấu. Đóng dấu bản sao và trả kết quả, văn thư. Quản lý sổ chứng thực. Văn thư sau khi đăng nhập thành công sẽ hiển thị màn hình như sau. Văn thư chọn menu, quản lý sổ chứng thực. Hệ thống hiển thị màn hình như sau. Tại màn hình quản lý sổ chứng thực, văn thư có thể thực hiện các chức năng thêm mới sổ, chỉnh sửa sổ, xóa sổ, xem thông tin sổ, xuất báo cáo dữ liệu trong sổ, thêm mới sổ chứng thực. Văn thư bấm nút thêm mới, hệ thống hiển thị màn hình như sau. Văn thư nhập các thông tin, tên sổ chứng thực, số bắt đầu sổ, chỉ nhập số, ngày mở sổ, ngày đóng sổ. Bấm nút lưu để hoàn tất việc thêm mới sổ. Chỉnh sửa sổ. Để chỉnh sửa sổ, văn thư bấm icon chỉnh sửa trên danh sách. Hệ thống hiển thị màn hình như sau. Văn thư chỉnh sửa các thông tin và bấm nút lưu để hoàn thành việc chỉnh sửa. Xóa sổ. Sổ chỉ được xóa khi sổ còn trống. Sổ đã được cấp sổ không thể thực hiện xóa. Để xóa sổ, người dùng bấm nút xóa để thực hiện xóa sổ. Xem thông tin sổ. Văn thư bấm nút xem thông tin sổ trên danh sách sổ. Hệ thống hiển thị màn hình như sau. Hệ thống hiển thị thông tin sổ và danh sách hồ sơ chứng thực được cấp trong sổ. Xuất báo cáo. Văn thư bấm nút xuất báo cáo dữ liệu của sổ. Hệ thống xuất báo cáo ra file Excel như sau. Cấp số, đóng dấu và trả kết quả bản chứng thực điện tử cho công dân. Văn thư chọn menu bản sao chờ đóng dấu. Hệ thống hiển thị danh sách các bản sao chờ đóng dấu như sau. Văn thư bấm nút xử lý của một hồ sơ trên danh sách. Hệ thống hiển thị như sau. Văn thư chọn sổ chứng thực. Hệ thống tự động sinh số theo sổ chứng thực. Sau đó, văn thư bấm nút đóng dấu để thực hiện đóng dấu cho văn bản. Hệ thống gọi tới plugin để đóng dấu. Chú ý, để đóng dấu được thì máy tính của văn thư phải được cài công cụ plugin ký số. Văn thư chọn chứng thư số để đóng dấu. Văn thư bấm nút áp dụng trên plugin để hoàn thành việc đóng dấu. Khi đó, hệ thống hiển thị bản đã đóng dấu như sau. Văn thư bấm nút hoàn thành và chuyển bản chứng thực điện tử tới cá nhân, tổ chức. Khi đó, bản chứng thực điện tử sẽ được chuyển tới tài khoản Dịch vụ Công Quốc gia của cá nhân, tổ chức, hoặc chuyển tới email trong trường hợp cá nhân, tổ chức không có tài khoản Dịch vụ Công Quốc gia.